quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể cập nhật thông tin mới mỗi ngày các bạn nhé. Quý vị thân mến, chủ đề tình yêu, hôn nhân và gia đình luôn là chủ đề được cộng đồng quan tâm rất nhiều bởi thực tế có rất nhiều câu chuyện ý nghĩa, cảm động chạm đến hàng triệu trái tim và bên cạnh đó cũng có những câu chuyện hài hước, dở khóc, dở cười. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện rất ý nghĩa trong chương mục Câu chuyện cuộc sống. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thông gia giàu có lần đến chơi, nhìn xuống gầm bàn tôi đỏ mắt thương con gái. Nghĩ bụng có lẽ bà ấy ngại nên tôi chủ động gắp thức ăn vào bát ông bà thông gia rồi tiếp tục bữa ăn mà chẳng thể ngờ cảnh tượng mình phải chứng kiến sau đó. Chúng tôi sống ở một vùng quê thanh bình, nơi người với người sống với nhau bằng cái tình, không bon chen vật chất. Ở nơi chúng tôi ở, người ta không kèn cựa nhau, sân si vì chút tiền. Chúng tôi cùng nhau lao động, cùng nhau chia sẻ những trái ngọt khi mùa về. Bình An, con gái tôi đã lớn lên, gắn với đồng ruộng như vậy. Con bé là một đứa con rất ngoan và có hiếu. Từ nhỏ An đã biết nghe lời và thích thú với việc học. Tôi và chồng cũng không tạo áp lực gì nhiều cho con bé. Ngay từ khi sinh con ra, chúng tôi gửi gắm tất cả mong muốn của mình vào tên con, chỉ mong con có cuộc đời bình an, hạnh phúc. Nhận tin con đỗ đại học, chúng tôi khăn gói đưa con lên thành phố tìm nhà trọ. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó, khi chồng tôi đỏ hoe mắt, lúc chào con để lên xe ra về. Thưa con gái một thân một mình nơi thành phố, chúng tôi chỉ biết ở xa động viên tinh thần cho con. Thế rồi 4 năm đại học trôi qua, nhờ sự phấn đấu nỗ lực, con gái tôi ra trường với tấm bằng loại giỏi và tìm được công việc có mức lương tương đối. Cuộc sống của vợ chồng tôi ở quê có nhiều thay đổi hơn. An cũng ngỏ ý muốn vợ chồng tôi lên thành phố sống cùng con bé, nhưng nửa đời người tôi và chồng gắn bó với mảnh đất này, sao tôi có thể nói đi là đi được. Rồi đến ngày con gái tôi lấy chồng, Thắng, người thương của con bé là một người đàn ông tốt, thế nhưng cuộc đời lại trớ trêu. Khi con gái tôi không được nhà bạn trai ủng hộ, họ nói hai bên gia đình không môn đăng hộ đối nên không muốn cho hai đứa lấy nhau. Tôi chẳng dám khuyên con bỏ đi hay tiếp tục vì quyết định cuối cùng như thế nào. Chỉ có con là người hiểu rõ nhất điều gì tốt cho mình. Trong thời gian đó, Thắng nhiều lần về quê gặp chúng tôi để mong nhận được sự ủng hộ. Tôi đâu có chê bai gì, chỉ là sợ hai đứa cố đến với nhau thì sẽ khổ mà thôi. Cuối cùng chúng tôi vẫn lấy nhau sau khi Thắng một mực đòi lấy con gái tôi và nói lý do rằng An đã mang thai cháu đích tôn của gia đình họ. Nhà chỉ có một cậu ấm nên sau rất nhiều ngăn cản, bố mẹ cậu phải đồng ý cho đám cưới diễn ra. Nghe An hỏi được làm sát ngày cưới thì yêu cầu của nhà trai để tiện đi lại. Xuất hiện trong ngày hôm đó cũng không hề có ông bà thông gia, thay vào đó là những người bác đứng ra đại diện. Họ lấy lý do rằng phong tục nơi họ như vậy. Nhưng tôi hiểu tất cả vì họ vẫn không chấp nhận con gái tôi. Nuốt nước mắt vào trong để mong con hạnh phúc, tôi vẫn thường động viên con cố lên vì dù sao quan trọng nhất vẫn là người đàn ông nắm tay mình cả cuộc đời. Thằng Thắng nó thương con bé thực lòng, tôi tin con bé sẽ không chịu nhiều oan ức. Sau đám cưới, tôi cũng mới biết chuyện con rể bịa ra chuyện có thai để gây áp lực với bố mẹ nhằm được cưới. Cũng may con gái tôi sau cưới có bầu luôn nên chuyện cũng không bị xé ra to. Những ngày tháng mang thai, nhiều lần gọi điện cho con, tôi thấy giọng con bé có gì đó không ổn. Chẳng biết là chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết động viên con cố gắng, sinh ra là phụ nữ đã khổ. Đâu ai sống cuộc đời mà không phải hy sinh. Cho đến ngày con gái đẻ rồi về quê ngoại ở cữ, tôi mới hiểu những tủi hổ mà con phải chịu ở nhà chồng, nó xót xa đến nhường nào. Đó là lần đầu tiên, ông bà thông gia về quê thăm nhà chúng tôi. Biết mình không được điều kiện như trên đó, tôi cố gắng sửa qua nhà cửa, sắm vài vật dụng với những chiếc khăn bàn cho tới dép trong nhà để phù hợp hơn với cuộc sống chốn phồn hoa. Chiều hôm ấy, hai vợ chồng tôi làm mấy món đặc sản quê hương để thiết đãi ông bà thông gia. Thế nhưng trong bữa cơm, tôi thấy bà thông gia không hề động đũa. Nghĩ bụng có lẽ bà ấy ngại nên tôi chủ động gắp thức ăn vào bát ông thông gia rồi tiếp tục bữa ăn mà chẳng thể ngờ cảnh tượng mình chứng kiến sau đó. Đến gần cuối bữa, con chó nhà tôi chẳng hiểu sao tuột xích chạy vào gầm bàn ăn nằm. Tôi cúi xuống đuổi nó, sợ làm ông bà thông gia sợ thì cay mắt khi nhìn thấy dưới gầm bàn là đống thức ăn còn mới nguyên tôi gắp cho ông bà thông gia. Mẹ chồng con bé vứt tất cả xuống gầm bàn mà tôi chẳng hề hay biết. Giờ tôi đã hiểu những lúc con ngập ngừng như muốn tâm sự chuyện gì đó, nhưng rồi lại thôi khi nghe tôi nói mấy câu động viên phải cố gắng, phải hy sinh là chuyện nên làm.
Hóa ra nhận con gái tôi về làm dâu, nhưng ông bà thông gia chưa khi nào chấp nhận con bé. Rồi cuộc sống con gái tôi ra sao đây? Con bé còn cả chặng đường dài trước mắt. Liệu có phải tất cả vì tôi dạy con mình phải nín nhịn, phải hy sinh? Mang bầu suốt ngày ăn mì tôm, một hôm mẹ chồng hầm súp gà cho ăn, cô lập tức ôm đồ về nhà ngoại. Nếu như người khác mang thai được tẩm bổ đủ thứ, ăn hết thứ này thứ nọ, thì Tâm lại khác. Món ăn của cô hàng ngày chính là mì tôm. Không phải cô nôn ngén không ăn được thứ khác hay ăn kiêng này nọ. Nguyên nhân chính là một câu chuyện dài mà cô chẳng bao giờ muốn nhớ đến. Chồng Tâm là con trai cả trong nhà. Bố anh mất sớm, một mình mẹ chồng nuôi ba người con trai. Hai người em thì lười biếng, công ăn việc làm bấp bênh, chỉ có chồng Tâm chăm chỉ nên lương tháng không chỉ đủ ăn tiêu mà còn để ra được rất nhiều. Tuy nhiên, mọi dự định tiết kiệm của hai vợ chồng Tâm đều tan thành mây khói chỉ vì mẹ chồng và các em bên chồng. Ý thức là anh cả nên chồng Tâm luôn chăm lo các em. Cùng theo áp lực từ mẹ chồng, tất cả số tiền anh làm được cho các em xây nhà dựng cửa rồi lấy vợ. Mẹ chồng dù ở chung với vợ chồng Tâm nhưng vẫn không ngừng bòn rút thêm tiền để dành và vụng trộm thêm cho các con. Chính vì lẽ đó, cả nhà đều chi tiêu vào số lương của Tâm nên tiền bạc không nhiều. Cô luôn muốn cố gắng thu chi tiết kiệm, hợp lý hết mức có thể. Nhiều khi tức giận mẹ chồng nhưng vì gia đình, Tâm cố nhẫn nhịn. Đến khi mang bầu sức khỏe yếu ớt, Tâm không tăng ca được nữa nên tiền chi tiêu ngày càng ít đi. Ngày nào cũng vậy, cô chỉ dám ăn trứng, rau cùng mì. Cô vẫn cố gắng tằn tiện để đủ chi phí trong tháng cho cả nhà. Đã vậy, mẹ chồng hồ hởi bảo cô ăn thế là tốt, hạn chế dầu mỡ và ăn đồ ăn thanh đạm như vậy tốt cho cả mẹ lẫn con. Những lúc như vậy, Tâm chẳng biết nên nói câu gì. Rồi một hôm cô đi làm về sớm nửa ngày, liền ngửi thấy mùi súp gà thơm lừng. Lâu rồi không ăn ngon nên cô đói. Khi vào bếp, Tâm thấy nồi súp gà đang rang dở như đã nguội chỉ còn một ít. Nghĩ mẹ chồng nấu cho mình, Tâm có chút cảm động đi tìm bà. Ai ngờ thấy bà đang gọi điện. Có lẽ không nghĩ có ai ở nhà, bà nói to không hề che giấu. Điền à, mẹ hầm súp gà cho vợ con đấy. Nó đang có bầu phải ăn uống nhiều vào. Ừ, mẹ có tiền, mai mẹ lại mua, nấu cho món khác. Điền là em trai chồng Tâm. Hóa ra bà thường xuyên nấu đồ ăn ngon cho con dâu út. Tại sao bà có thể đối xử bất công như vậy? Bà không chỉ lấy tiền của con trai cả cho các em, đã ăn không ở không lại đối xử lệch lạc như vậy. Tâm rơi nước mắt, cô vội vàng tủi thân, liền lặng lẽ dọn đồ về nhà ngoại. Cô không chấp nhận được nữa, chỉ để lại mẩu giấy cho chồng, mong anh sẽ hiểu. Con nào cũng là con, bố mẹ rất ruột đẻ ra nên hãy đối xử công bằng, đừng bên trọng bên khinh, dễ khiến cuộc sống gia đình đổ vỡ. Cả nhà chồng nghẹn lại khi cô con dâu nghèo chỉ ra bao tải tiền, toàn tờ 5.000, 10.000, đủ 100 triệu trả tiền viện phí cho mẹ đấy ạ. Bà Lan có hai cậu con trai đều đã lấy vợ ổn định gia thất, người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ bà lắm vì có hai nàng dâu thảo hiền. Thế nhưng với bà Lan thì bà chỉ cưng chiều anh, cô con dâu thứ thôi. Lý do là con dâu thứ giàu có, thường xuyên cho bà tiền rồi mua đồ đắt cho bà. Còn Hiền, cô con dâu cả thì không có ăn học đàng hoàng, hằng ngày ngồi chợ bán rau rồi lại li lượm ve chai. Mấy lần có cả hai cô con dâu thì bà Lan cứ khen ngợi cô con dâu thứ của mình. Con dâu như con mới lạ, vạn bà mẹ chồng mê đấy. Chứ còn loại con dâu nghèo hèn ký xác thì đâu nhờ vả được gì. Cũng may mẹ có hai thằng con trai, chứ nếu một thằng nó cưới loại vợ nhếch nhác về thì chỉ có khổ bà già này thôi. Cứ vậy, việc lớn bé gì trong nhà bà Lan bắt Hiền làm hết. Còn anh thì chỉ xong việc là ngồi vào mâm. Hiền tuổi thân lắm nhưng biết làm sao được. Cái ngày cưới xin, thấy gia đình Hiền nghèo thì bà Lan đã cắt đi hai phần sính lễ rồi. Còn rước anh về làm dâu thì bà làm hoành tráng lắm. Dù bị mẹ chồng đối xử tệ nhưng chưa bao giờ Hiền có ý định sống ác với mẹ chồng sau khi bà già rồi ốm đau sau này nữa. Phận làm dâu thì Hiền chỉ làm hết bổn phận của mình. Cô tin rồi có một ngày mẹ chồng sẽ thấu hiểu mà thôi. Bà Lan vẫn ghét cô con dâu cả vô cùng cho đến khi bà nằm liệt một chỗ thì mới thấu hiểu ai là nàng dâu tốt, yêu thương mình thật lòng. Bà Lan bị ngã trong một lần đi chợ do đường mưa trơn quá. Cú ngã khiến bà bị gãy chân rồi ảnh hưởng đến cuộc sống khiến bà nằm một chỗ. Tiền viện phí thuốc men lên tới hàng trăm triệu đồng. Lúc này cuộc họp gia đình mở ra, bà Lan vẫn nghĩ rằng vợ chồng con dâu thứ sẽ lo hết cho mình.
Ai dè, lúc nghe đến số tiền thì anh nói: mẹ nằm viện thì tất cả mọi người phải lo, chứ đâu mình vợ chồng con được. Hơn nữa hiện tại vợ chồng con đang gặp chút khó khăn, cần tiền để đóng vốn làm ăn nữa. Nên con chỉ có cho mẹ được 10 triệu thôi, vợ chồng anh cả phải lo hết cho mẹ đi. Nghe con dâu Thương nói đến đó, mà bà Lan sốc. Không ngờ khi bà nằm một chỗ lại cay đắng, bị chính của con dâu hàng ngày bà yêu thương đối xử tệ như vậy. Bà Lan nghĩ lần này mình chỉ có nằm chết mà thôi. Hàng ngày chăm sóc bà, từ tắm rửa, đút cho bà ăn, rồi đến giặt giũ, đều vào tay Hiền cả. Bà Lan lúc này mới thấu hiểu tấm lòng của con dâu cả của mình. Dù nghèo khó nhưng luôn yêu thương bà. Thế rồi hôm đó cả nhà chồng sốc, nhất là mẹ chồng Hiền, há hốc mồm khi thấy con dâu chị ra bao tải toàn là 5.000, 10.000. Mẹ cứ ăn uống cho khỏe rồi lạc quan lên, con có tiền lo cho mẹ rồi. Trong đây đủ 100 triệu, trả tiền viện phí cho mẹ đấy ạ. Trời đất, con lấy trong 100 triệu này cơ à? Đây là số tiền hàng ngày con tích góp từ việc bán rau rồi nhặt ve chai đó mẹ. Cứ bỏ 5.000, 10.000 bao nhiêu năm nay thì góp lại cũng được số tiền lớn. Không được, tiền này khó khăn lắm, con mới có. Cứ giữ lấy đi, mẹ không tiêu đến tiền mồ hôi công sức của con đâu. Mẹ nói gì vậy chứ, tiền này con góp cũng sao để lo tuổi già cho mẹ và bố đấy. Người kiếm ra tiền chứ tiền đâu ra được người. Chỉ cần mẹ khỏe, số tiền này con lại bán rau rồi nhặt ve chai bán là được rồi. Mẹ khỏe lại mới là điều quan trọng nhất. Bà Lan bật khóc ôm lấy con dâu. Mẹ đã làm nhiều chuyện có lỗi với con. Lâu nay là mẹ mù mắt nên mới sống tệ với con. Mẹ xin lỗi con dù đã biết muộn. Không sao mà mẹ, con chưa bao giờ thấy muộn cả. Chỉ cần mẹ hiểu tấm lòng của con là được rồi. Bởi vậy mới nói, người con dâu tốt không phải hàng ngày mua nhiều thứ đắt tiền cho mẹ chồng, nịnh mẹ chồng lên tận mây xanh. Người con dâu tốt chính là người luôn chăm sóc ở bên, quan tâm đến mẹ chồng lúc bà ốm đau bệnh tật nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.